Chào đấy và chào anh. Mất là Nguyễn Sugi đây. Và chào mừng mình về Minecraft Tổ 2AC nhé. Và hôm nay thì mình đã quay trở lại ở đây. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài skin trong 2AC và trong các server khác. Thì để mình ra là thì let's go. Thì mình sẽ ra đây trước đó nhỉ. Rồi. Và đã vào, let's go. Bước 1, chúng ta sẽ vào một trình duyệt, sẽ vào một trình duyệt của đó. Và chúng ta sẽ search là M skin cho mình nhá. M skin chỗ này. Ok. Thì đây. Như thế này. Mskin.net cho mình. Thì cái trang web này là một cái trang web mà có những cái skin đó, bạn, skin Minecraft. Thì ở tại đây Minecraft của mình nó rất là lắc các bạn, nên là mong các bạn rất là mong các bạn thông cảm cho mình nhá. Thì các bạn vào cho mình cái truyền nhiệt mskin cho mình. Vào chứ cái máy của mình nó khá là yếu. Tại lúc này mạng nhà mình nó có nhiều dấu rồi. Nó sẽ như thế này. Các bạn có thể đổi. À đây là đây. Mình sẽ để tiếng Anh nhớ à. Tiếng Anh cho nó. Nó sẽ rất là nó dễ hiểu hơn các bạn. Đây. Đầu tiên thì mình sẽ là rất là nhiều cái skin ở đây. Thì thế này. Các bạn lướt xuống và lựa chọn cái skin mà mình thích. Ví dụ như mình sẽ lấy cái skin này. Mình sẽ bắt bạn nhắn vào. Đây. Đầu tiên thì các bạn chọn mình đây. Bây giờ mình sẽ lấy cái skin này. Các bạn tắt tên là chữ Carlos. Đây. Thì các bạn vào game. Các bạn sẽ vào game. Đấy. Sẽ như thế này nhé các bạn. Sẽ như thế này. Oh yeah. Zombie hoài. Mình đến một cái nơi nào đó. Nó bớt nhiều. Nhiều ghê luôn. Đây. Cái này các bạn. Các bạn cho mình nó là muốn sạc skin. Các bạn viết cái tên này vô. Này vào. Mình sẽ cái sao chép cái này. Chúng ta sẽ Ctrl V. Nó sẽ như thế này đó không các bạn. Hoặc nhấn vào Enter cho mình. Đó, đã được skin rồi đây. Wow. Và cái này sẽ áp dụng được cho trên riêng. Ví dụ mình đã hướng dẫn các bạn cách cài về Hack Impact. Và cũng có một số bạn để cái bình luận như phía trên màn hình. Thì nếu các bạn muốn mà có skin mà mình đã có ấy
mình muốn cái skin đấy. Thì các bạn thấy nhấn vào, các bạn nhấn vào mình chỗ này, tại vì hiện tại nó là của anh Tiến rồi. Như này các bạn đợi một lát, các bạn chọn cho mình cái hình mà in cái hình, ví dụ cái máy cái này của mình này, đây là cái skin của mình, các bạn nhấn vào và open cho mình. Rồi các bạn đợi một chút để cho nó kiếm, và xong đây là cái skin của mình đây, cái skin của mình đây. Thì các bạn bây giờ các bạn có thể sao chép này là My Van này, sao chép các bạn vào lại, các bạn muốn sạc skin Ctrl V cái tên đó, enter, và cái skin của mình đã được thay đổi. Đây là cái skin của mình, rút bóng, và các bạn sẽ chơi cái này thôi. Và video này cũng đã khá là dài rồi, thì các bạn thích video này thì cho một like, share video và nhớ nhau cho bên cạnh để nhận những thông báo của chuyện mình nha. Và bye các bạn, see you again, bye. Chúc bạn một ngày tốt lành.